Xin chào anh chị em mình đến với cái kênh khám phá của em. Thì hôm nay mình lại tiếp tục đi khám phá những cái ngôi nhà hoang với mộ cổ nha. Đang đi trên đường mình lại thấy một cái ngôi mộ nè anh chị ơi. Đây, để mình quay cái phần phía ngoài để anh chị mình nhìn thấy nó rõ hơn. Đây là phần ở phía ngoài của ngôi mộ. Mộ này thì là mộ đá xanh. Cái tấm bia thì đã bị mờ hết chữ rồi. Chữ của chữ Tàu, chữ Trung Hoa. Đây là phần bên trong. Ở bên trong này thì có hai ngôi mộ và hai tấm bia ở phía ngoài. Cũng là chữ hoa luôn nhưng mà mờ hết rồi. Bên này cũng có một tấm. Thường những cái phần mộ cổ như thế này á thì nó sẽ có một cái hình giống như hình chiếc cúp. Nhưng mà cái ngôi mộ này thì nó là cái hình của thời hiện đại, nhưng mà cái vành ngoài á, vành ngoài này thì là theo cái lối cổ, vẫn còn có chữ Tàu ở đây màu đỏ. Đó. Cô chú anh chị mình thấy có một cái điều lạ hay không? Theo mình nghĩ thì chắc có thể là do con cháu sau này họ làm lại. Họ làm lại ngôi mộ này. Lúc nãy thì mình có gặp một cái người dân ở đây. Thì mình có hỏi vòng vòng đây có mộ cổ hay không. Thì họ bảo là không. Nhưng mình lại thấy ở đây thì mình nghĩ đây là mộ cổ chứ. Ở đây còn có một cái tấm bia nữa. Bia nhỏ. Chữ nó mờ hết rồi. Hay mình nghĩ đây là mộ của một người em bé. Đây là phần mộ phía sau. Toàn cảnh khu này thì là một cánh đồng ruộng thôi nha. Cánh đồng ruộng với lại có những cái mồ mả của người khác. Mồ mả xung quanh thì toàn là hiện đại thôi. Cái điểm nhấn làm mình chú ý ở đây là một cái ngôi mộ khung ngoài thì cổ nhưng mà bên trong thì là hiện đại. Theo kiến trúc của lối cổ điển, có thể là do con cháu dòng họ sau này người ta tu sửa lại. Ngoài ra thì bên trong còn có một cái công trình đang xây dang dở, là một cái nhà mồ. Một cái nhà mồ rất to. Từ trước đến giờ thì mình chưa thấy một cái nhà mồ xây theo cái lối kiến trúc như thế này. Mình sẽ quay lưu lại cái cuộc khám phá của mình để chia sẻ đến tất cả mọi người, những anh chị em gần xa cùng xem với mình. Bên trong nhà mồ này thì có duy nhất một ngôi mộ thôi, nhưng mà không có bia mộ nha, và cũng không có một cái chữ viết hay một cái dấu hiệu nào đó để cho biết cái người nằm ở dưới đây là ai hết. Còn khu này thì rất là rộng và được xây theo cái kiểu hình tròn cái mái phía trên. Cái này thì hình như là mái vòm xây dang dở, phía này còn sắt luôn. Bên đây thì còn hai phần mộ bên đây. Bên đây cũng có đi một cái phần mộ nữa. Không hiểu vì một lý do nào đó mà người ta lại không xây tiếp nữa.
công trình này rất là lớn. Nếu mà chỗ này mà xây hoàn chỉnh thì theo mình nghĩ sẽ rất là đẹp, rất lớn và rất đồ sộ. Một cái nhà mồ nằm giữa một cánh đồng. Ngoài ra thì hai bên mộ có thêm hai cái hồ nước nhỏ. Thì không biết hai hồ nước nhỏ này công dụng nó là gì. Bên đây cũng có thêm một cái hồ nước nữa. Ngoài ra thì nó có thêm một cái hệ thống thoát nước. Đây là cái ống nước. Ống nước chạy ra đây. Ống nước này thì nó xả trực tiếp vào đây. Anh chị mình thấy cái lỗ đây không? Đó, nó ráp với cái ống này. Và theo mình thấy thì cái ống này nó sẽ nối với cái trụ này. Đây là cây cột của cái tòa nhà này. Nên cây cột này cũng có ống nước ra luôn. Đây, mình hiểu rồi anh chị ơi. Thì cái nóc này á, khi mà mưa xuống thì nước nó sẽ theo cái đường ống được đặt sẵn trong cái cây cột này, và nó chảy thẳng xuống những cái ống nhựa dưới đây, và sau đó nó sẽ thoát nước vào cái hồ này. Chính xác là như vậy luôn. Nhưng mà sau khi thoát nước vào cái hồ này rồi á thì nước nó sẽ đi đâu nữa? Mình vẫn chưa tìm thấy được là sau khi nước vào hồ nó sẽ đi đâu, tại vì cái hồ này nó đã âm ở bên dưới rồi. Đây, tất cả các cây cột đều có những cái ống nước ra, ống nước xả ra. Cái người mà thiết kế này cũng cái người mà thiết kế ra cái công trình này thì mình nghĩ họ cũng tính toán kỹ đó chứ. Họ cho hệ thống thoát nước dẫn vào trong những cái cây cột này thì nước ở từ ở trên nó sẽ không có bị xối ồ ạt xuống dưới.